Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới Nhất. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, lũ lụt kéo sập nhà cuốn trôi xe cứu hỏa, Trung Quốc lập tức phát báo động đỏ số 1. Thưa quý vị, Trung Quốc lại chứng kiến những trận lũ nghiêm trọng trong năm 2023. Mưa lũ làm sập nhà ở Trung Quốc vào sáng sớm ngày hôm qua, ngày Chủ nhật. Một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe cứu hỏa vùng vẫy giữa làn nước lũ được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Địa điểm xảy ra vụ việc là quận Khúc Giang, thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo thông báo của Sở Cứu hỏa Thiểu Quan hôm Chủ nhật, sau khi đã chuyển những người dân bị lũ bao vây đến nơi an toàn, xe cứu hỏa của trạm bất ngờ gặp dòng lũ dữ, mực nước không ngừng dâng cao bủa vây chiếc xe. May mắn tài xế đã nỗ lực lái xe thoát khỏi dòng nước lũ, không có ai bị thương. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến người dân không kịp xoay sở. Theo Nangu Jimbao, một ngôi làng ở huyện Thương Ngô đã hứng chịu trận lũ quét do lượng mưa lớn gây ra. Trận lũ đã xóa sổ ít nhất một ngôi nhà trong chốc lát, đồng thời cuốn theo nhiều vật dụng cũng như những thành gỗ lớn. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, từ 20 giờ ngày Chủ nhật đến 20 giờ ngày thứ Hai, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét, cảnh báo màu da cam ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây, trong đó khả năng cao xảy ra lũ quét báo động đỏ ở khu vực Đông Bắc Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Tờ Jinan News của Trung Quốc cho biết, kể từ đầu tháng này năm nay, khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, mực nước sông ở nhiều tỉnh tăng vọt và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử khi khu vực đô thị bị nhấn chìm và một tòa nhà bằng gỗ ở một ngôi làng ở Dung Thủy, Quảng Tây bị sập khiến 5 người gặp nạn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cảnh báo một trận lũ lớn có thể xảy ra ở khu vực sông Châu Giang, Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào ngày Chủ nhật cho biết. Từ nửa tháng nay, lượng nước mưa đo được ở 997 thị xã, thị trấn ở 82 quận huyện trong tỉnh vượt quá 280mm, trong đó 419 thị xã, thị trấn ở 63 quận huyện vượt quá 450mm và 33 thị xã, thị trấn ở 10 quận huyện vượt quá 660mm. Từ 6 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, lượng mưa ở 118 thị xã, thị trấn của 18 quận huyện trong tỉnh vượt 70mm, trong đó 73 thị xã, thị trấn của 7 quận huyện vượt 130mm. Theo mạng dự báo thời tiết Trung Quốc vào ngày hôm qua, lượng mưa hàng ngày ở huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến vượt quá 235,8mm, lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày đo được ở địa phương này. Theo báo cáo mới nhất từ CCTV, vào sáng nay mực nước của lưu vực sông Tùng Khê đã giảm xuống dưới mức nước đảm bảo. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, nước lũ tại hiện trường cơ bản đã rút, công tác sơ tán và nạo vét đang được tiến hành. Tại Quảng Tây, theo báo cáo của cơ quan quản lý khẩn cấp ngày hôm qua, trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 2,539 triệu người tại 112 quận huyện của 14 thành phố trong toàn khu vực. 155.000 người được đưa tới nơi an toàn khẩn cấp và 317.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp. 1.750 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nắng nóng bất thường và lốc xoáy. Trung Quốc đang đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại các khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dân, Reuters đưa tin. Trung Quốc hiện đang đối mặt với một sự kết hợp được xem là bất thường của các hiện tượng mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tại các khu vực trên cả nước. Hàng triệu người đã phải di tản, các công trình bị thiệt hại và đất canh tác nông nghiệp bị ngập trong nước. Phía Nam Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mưa lớn cho đến ngày mai. Trong tuần qua, mưa như chút nước đã gây ra thiệt hại đáng kể với một số khu vực rộng lớn và đông dân. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ 2 tháng trước, trước mùa mưa báo hiệu sự chuyển giao từ mùa xuân sang hè. Trung Quốc có lịch sử lâu đời đối mặt với lũ lụt. Trong những năm qua, quốc gia tỷ dân đã trở nên dễ tổn thương hơn với hiện tượng thiên tai này do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu.
Trung Quốc cũng cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất của các sự kiện thời tiết cực đoan trong bối cảnh lượng mưa và nhiệt độ ở một số địa phương nhiều lần tăng lên mức kỷ lục trong những năm qua. Vào thứ Năm tuần trước, một trận lốc xoáy đã càn quét qua tỉnh Quảng Châu trong một cơn bão lớn, khoảng 5.500 khách hàng đã bị mất điện ở thành phố miền Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở khu vực Châu Giang rộng lớn, khiến chính quyền Trung ương đã phải điều nhân viên phòng chống lũ lụt chuẩn bị ứng phó với nguy cơ. Một trạm theo dõi đã ghi nhận một con sóng cao 2,65m vào hôm thứ Ba tuần trước, cao nhất trong vòng 21 năm qua. Trong khi đó, cơ quan thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường trong tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đã diễn ra ở thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam, nơi hứng chịu mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè 2 năm trước. Hiện tượng nắng nóng dự kiến sẽ lan rộng trong vài ngày tới. Thưa quý vị, tình hình thiên tai ngay từ đầu mùa hè năm nay đã có nhiều diễn biến phức tạp khi mưa lớn diễn ra thường xuyên một cách bất thường. Với sự duy trì của trạng thái khí hậu La Nina thì mưa bão sẽ tập trung dồn dập vào cuối năm tại các tỉnh miền Trung. Đây là nội dung chính được đưa ra tại hội thảo cập nhật nhận định diễn biến thiên tai năm 2023 do Cục Khí tượng Thủy văn tổ chức vào ngày hôm nay. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là năm thứ ba liên tiếp thời tiết duy trì trạng thái La Nina. Đây là điều hiếm gặp và cảnh báo khả năng thiên tai vào cuối năm dồn dập khi mưa nhiều, bão kết hợp với không khí lạnh tràn về sớm có khả năng gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ. Thưa quý vị, những trận mưa lớn được coi là ngàn năm có một ở miền Nam Trung Quốc những ngày qua đã gây ra lũ lụt dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chính quyền Bắc Kinh hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam. Trung Quốc thường phải đối phó với lũ lụt trong mùa hè hàng năm. Những sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành vi con người góp phần khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn trong năm nay. Mùa lũ kéo dài bất thường, lượng mưa cao kỷ lục ở nhiều khu vực. Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự báo rằng lũ lụt Trung Quốc sẽ tương đối tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn so với trước đây. Mực nước tại một số địa điểm ở tỉnh Quảng Đông đã vượt kỷ lục lịch sử trong tuần này. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong khi các khu vực của tỉnh Phúc Kiến lân cận và khu vực Quảng Tây cũng báo cáo lượng mưa kỷ lục, hơn nửa triệu người đã phải di tản trong tháng này vì mối đe dọa từ lũ lụt. Các nhà chức trách trong tỉnh ước tính thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra là hơn 250.000 đô la Mỹ. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam nước này đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong các năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi. Truyền thông Trung Quốc cho biết, lượng mưa ở một số khu vực miền Nam của nước này ở mức cao nhất trong vòng 60 năm, gây lũ lụt lở đất ở nhiều nơi. Được đánh dấu bởi thời tiết mưa và bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía Nam và va chạm với các khối không khí mát hơn từ phía Bắc tạo ra những trận mưa rất lớn. Nhà phân tích Wang Weiyu thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, hai bên đã đi vào bế tắc và giằng co, tạo ra những trận mưa cực lớn. Điều này khiến người ta lo ngại khi nhớ tới trận mưa lũ khủng khiếp hồi tháng 7 năm 2021. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 mét khối trên giây, mức độ được cho là cao nhất từ trước đến nay. China News đưa tin, hơn 400 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người đang được sơ tán. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, kể từ khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt vì mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Biện pháp đối phó với lũ lụt và nắng nóng. Giới chức Trung Quốc ước tính thời tiết khắc nghiệt sẽ làm mất đi 1-3% GDP của nước này mỗi năm. Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm ngoái gây ra thiệt hại 25 tỷ đô la Mỹ, thiệt hại nặng thứ hai trên thế giới do lũ lụt gây ra sau châu Âu. Một nghiên cứu sau công bố của công ty tái bảo hiểm Swift cho thấy Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết là mùa lũ năm nay hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp
tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, bảo đảm an toàn và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đã có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo lũ lụt và sóng nhiệt sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất ngũ cốc, rau và thịt lợn, đồng thời đẩy lạm phát lên cao. Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các đập khổng lồ và các thành phố bọt biển với mặt đường thấm để hạn chế sự tàn phá trong mùa lũ hàng năm. Scott Moss, nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania chuyên về chính sách môi trường của Trung Quốc cho biết những trận lũ lụt gây ra thiệt hại gần đây nhất đã xảy ra ở những khu vực ít rủi ro hơn trong lịch sử. Đây là một dấu hiệu biến đổi khí hậu cổ điển, thời tiết khắc nghiệt gia tăng ở các vùng khác nhau và vào thời điểm khác nhau trong năm so với mức trung bình trong lịch sử. Một lộ trình mới về thích ứng biến đổi khí hậu được chính phủ Trung Quốc công bố vào tuần trước cho biết là trọng tâm bây giờ nên chuyển sang dự đoán thời tiết khắc nghiệt chính xác hơn bằng cách là sử dụng các cảm biến về vệ tinh. Tính hữu ích của dự báo thời tiết sẽ hết khoảng là 10 ngày, sau đó là độ chính xác của chúng nhanh chóng giảm xuống. Tuy nhiên, theo dõi và dự báo khí hậu là việc hoàn toàn khác, giúp dự đoán lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng trước ít nhất là một tháng. Bài học từ trận mưa lớn nghìn năm có một ở Trung Quốc, ông Mali, cựu phó giám đốc Cục Khí tượng Tứ Xuyên đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng sự thay đổi thời tiết là tức thời, nhưng sai số của dự án báo ngắn hạn quá mạnh, thời gian càng ngắn thì phạm vi và cường độ càng ngẫu nhiên. Lượng mưa mà Trịnh Châu phải đối mặt lần này là rất hiếm và rất khó để dự đoán chính xác do thiếu kinh nghiệm trong quá khứ. Việc dự đoán chính xác điểm cố định, thời gian cụ thể và định lượng vẫn là một thách thức với ngành khí tượng, đặc biệt là mưa lớn cực đoan. Với trận mưa trên 600mm trong 24 giờ ở tỉnh Hà Nam, công nghệ trên thế giới chưa có khả năng dự báo được lượng mưa vài trăm mm trong thời gian ngắn hạn như trận mưa này. Các công nghệ hiện đại đang được sử dụng trong dự báo thời tiết, chẳng hạn như radar và hình ảnh đám mây vệ tinh, giải quyết vấn đề dự đoán là thời tiết khắc nghiệt có xảy ra hay không. Nhưng cho dù là lượng mưa là 50mm hay là 200mm thì hầu như không có sự khác biệt giữa hình ảnh về mây vệ tinh và radar. Bên cạnh đó, việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời với những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Tuy nhiên, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn ở khu vực châu Á còn hạn chế, do đó kỹ thuật cao ngày nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo mưa bão chính xác nếu điều kiện thực tế là bất khả kháng. Hệ thống cảnh báo sớm có thể coi là một yếu tố nhân tạo, có thể là kiểm soát được. Đã có cảnh báo sớm nhưng không ai nghĩ mưa lại lớn như vậy, không có ai nghỉ làm vì cảnh báo mưa bão, một công dân Trịnh Châu chia sẻ với Sina. Thực tế là đại đa số những người bình thường không hiểu rõ về hậu quả của lượng mưa 50mm, 100mm hoặc là thậm chí 200mm. Từ tình hình thực tế, con số 100mm cũng đánh giá thấp sức mạnh của trận mưa bão. Trước cảnh báo của Cục Khí tượng, nhiều người dân vẫn xuống đường và các phương tiện giao thông công cộng như là tàu điện ngầm hoạt động. Hơn nữa, một số kênh cảnh báo sớm không đóng vai trò tốt ở những thời điểm quan trọng, mức độ ưu tiên, nhắc tin nhắn của các ứng dụng không đủ cao, tỷ lệ tiếp cận hiệu quả của tin nhắn, văn bản, TV và radio không hiệu quả. Theo báo cáo của Southern Weekend, một cán bộ của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Trịnh Châu đã chỉ ra rằng cảnh báo sớm không phải là luật mà chủ yếu là lời khuyên. Người lao động có thể đi làm hay là không phụ thuộc vào đơn vị sử dụng lao động. Mặc dù cảnh báo sớm không thể ngăn chặn sự xuất hiện của thiên tai, nhưng nếu có thể thực hiện phản ứng trước vài phút, thậm chí là vài giờ, thì những thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ giảm đáng kể. Lấy Nhật Bản làm ví dụ, là một quốc gia dễ xảy ra động đất. Trong vòng 10 giây sau khi động đất bắt đầu, một hệ thống cảnh báo tức thời quốc gia ngay lập tức hoạt động. Hệ thống đó báo động được kết nối với hệ thống điều hành, do đó chỉ cần điện thoại di động có tín hiệu khi báo động được phát ra, điện thoại sẽ nhận được cảnh báo ưu tiên cao nhất với nhạc chuông đặc biệt và nội dung phát sóng của TV và radio cũng được đưa tin ngay lập tức. Dựa trên kinh nghiệm của người dân trong việc đối phó với động đất, ngay thời điểm đầu tiên nhận được cảnh báo, các bộ phận khác nhau đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp tương ứng, giảm tốc độ đoàn tàu đang chạy để dừng lại. Các công ty khí đốt và điện lực kịp thời đóng cửa các cơ sở nguy hiểm và sơ tán nhân viên đến khu vực an toàn càng sớm càng tốt. Bài học lần này mang lại mọi cảnh báo về thảm họa thiên tai phải được quan tâm đúng mức.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tìm Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!